vừa rồi học đã thực hiện mẫu kỹ thuật kê cũng như sủi lưới. Bây giờ học sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật kê và sủi lưới một cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để cho anh em phong trào biết cách để anh em thực hiện nhá. Thì thực ra cái kỹ thuật này thì học cũng không được học bài bản, không được học chuyên nghiệp, nhưng mà học chỉ là cái kinh nghiệm và trải nghiệm của học, học đánh thì học thấy nó như thế hiệu quả. Thì học chia sẻ cho anh em thôi, anh em thấy hay thì anh em mình ủng hộ học nhá. Yes, thì đầu tiên thì các bạn kỹ thuật này thì đứng xa ra chút. Được rồi. Kỹ thuật này khi các bạn lưu ý nhá, thì tay của các bạn bỏ tay trước nhá. Tay của các bạn lưu ý này, khi các bạn sủi lưới kê lưới á thì cái tay của các bạn phải cao nhá. Các bạn muốn bắt sát lưới hay đánh sát lưới thì tay các bạn phải cao. Các bạn đừng có sủi lưới ở thấp như này. Có nhiều người đánh sủi lưới tận bên dưới như này thì làm sao mà cầu nó xoáy vì nó sát lưới được. Các bạn phải bắt cao tay lên, tay các bạn phải cao lên, và cái tay, cái cổ tay thì nó phải cao ngang vai nhá, cao hơn vai một tí. Đấy chưa, các bạn hình dung chưa? Chứ các bạn đừng có bắt thấp như này, các bạn bắt cao tay lên. Đấy, nói chung là trong một số trường hợp phải bắt thấp, nhưng nó lại là kỹ thuật khác. Đúng rồi, thì bình thường thì các bạn muốn sủi thì các bạn phải cao tay lên, và cái tay của các bạn hơi cong cong, tức là tay không duỗi thẳng, tay phải co một chút. Tay không duỗi thẳng quá, hơi co tay một tí, đừng có thẳng tưng ra này nhá. Hơi co rồi các bạn, cái mặt vợt tay của các bạn cao hơn vai một tí, cái mặt vợt các bạn hơi chúc xuống, mặt vợt hơi chúc xuống, đừng có ngửa, đừng ngửa này, mặt vợt hơi chúc vào lưới này. Thôi các bạn xỉa thì trong ra ngoài, đây là kỹ thuật xỉa nhá. Xỉa thì các bạn mặt vợt các bạn phải hướng về lưới, mặt vợt hướng về lưới, các bạn xỉa. Thì cái chân của các bạn, khi các bạn chân các bạn bước ra nhá, khi các bạn chân các bạn bước lên thì tay đồng thời đánh luôn. Chân bước ra tay đồng thời đánh. Các bạn hình dung chưa? Đây này, bắt vợt cao tay lên này. Chân bước ra thì tay bắt đầu đánh. Chân bước lên rồi tay bắt đầu đánh. Các bạn xỉa, cái mặt vợt các bạn hướng về phía lưới nhá. Hơi nghiêng về phía lưới, đừng có ngửa như này. Nếu ngửa như này nó sẽ quay, cầu nó sẽ quay ngược lại bên phía mình ấy. Nên các bạn phải chúc cái mặt vợt hướng về phía lưới nhá. Ok, thì bây giờ support Hùng sẽ ném cầu cho Quốc Học làm cho mọi người xem. Trong quá trình làm thì Quốc Học sẽ lưu ý những điều mấu chốt cho mọi người, xem còn những điều gì cần lưu ý nữa nào. Ok, bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người nhá. Thì cái điểm có nhiều điểm mấu chốt này. Người các bạn thẳng ra nhá, tay các bạn duỗi ra, đừng có thẳng tay quá, chúng ta hơi co một tí, một chút. Cái cả tay cầm vợt các bạn, được chưa? Tay cầm vợt này cao hơn vai, cao ngang vai một tí, hơn vai một tí. Chúng ta chúc đầu vợt xuống, cái mặt vợt chúng ta hơi nghiêng về phía lưới. Rồi chân bước ra tay đồng thời đánh. Các bạn nhìn nhá, thả lỏng ra nhá, lỏng ra. Có nhiều người đánh cầu sủi lưới á, các bạn gồng quá. Cái kỹ thuật sủi lưới là yêu cầu phải chúng ta phải thả lỏng ra, chúng ta phải dẻo tay thì chúng ta mới kê có những quả sủi lưới nó xoáy được. Cách cầm vợt thì các bạn cầm cầm vợt thuận tay các bạn thôi, đánh bằng mặt phải các bạn. Quả kỹ thuật là kỹ thuật cầm vợt theo cách đánh thuận tay nha các bạn. Cũng giống như kỹ thuật kéo lưới mà kéo lưới lúc nãy mình hướng dẫn ạ. Mà nãy cô học hướng dẫn. Rồi ok, các bạn nhìn nhá. Học làm đứng tại chỗ các bạn, học làm cho các bạn. Thì các bạn bắt cao lên này. Đấy, các bạn. Đi cái tay vào. Đi cái tay vào. Hay là hai phần là đấy, kỳ quá. Đấy, từ từ anh. Đấy các bạn nhớ nhá, bắt cao lên này, tay lỏng ra, xỉa nó vào. Cái mặt vợt hơi chúc về phía lưới nhá. Đừng có ngửa ra này, chúc về phía lưới này. Nó xỉa, thả lỏng ra, xỉa. Bắt cao ra lên, đi tay vào. Dẻo tay ra, thả lỏng ra. Đi tay vào. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đi, các bạn như kiểu từ, các bạn hình dung là đi từ như kiểu con rồng nó lượn này. Đi hơi từ trên này xuống dưới một tí, lại trong lượn lên trên, lượn đúng lên rồi, trên. Rất là hay. Các bạn hình dung chưa? Các bạn đi sủi cầu lượn này, từ trên này xuống dưới và lượn lên một tí. Các bạn nhìn nhá. Đó,
đó đó đó, đi vào, đi vào, đi đây vào, lỏng tay ra, đi vào, đi vào, đi vào, thả lỏng tay ra nha, bắt cao tay lên đó thì nó mới xoáy được. Thì đấy là kỹ thuật, đấy là mình đứng tại chỗ. Còn các bạn lưu ý là kể các bạn bước chân đó, khi các bạn đánh bước chân đó thì chân các bạn ra rồi tay các bạn cũng đánh luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng thử xem cô học bước chân kết hợp với đánh lưới. Rồi em ra bước thử em anh xem có quay được chưa. Đây. Rồi ok được rồi. Đẹp trai rồi. Xin lỗi các bạn đều uống nước đấy. Vừa mới xin nước được, có hai chị đi qua vừa xin được chai nước. Mày quá. Cùng chắc chết mất. Chân bước ra này, tay đầu đánh này, chân bước tay đánh đấy, chân bước lên bắt cao tay lên, bước ra này, chân lên, chậm lại, bước chân này về, bước chân lên tay đi vào, đi vào, đi vào, đi vào, đi vào. Đi vào. Cao tay lên, bắt vào đấy. Mình dùng cho chân gấp xuống cái tay bắt đầu đi vào lỏng ra, à, lỏng ra rồi thế ổn rồi đấy. Còn gì cần lưu ý không nhỉ? Có cái đấy là đấy mới là kỹ thuật xẻo thôi, còn có kỹ thuật ngược lại thôi. Tiếp tục luôn anh hướng dẫn luôn kỹ thuật ngược lại, nói luôn đây thôi, làm mẫu luôn, làm luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một kỹ thuật khác, đó là kỹ thuật sẽ từ ngoài vào trong. Ngoài vào trong. Nói chung là mọi người nhìn là mọi người khác hiểu chứ còn. Ok, đây là sẽ làm một cái không, kỹ thuật không khác. Ngoài vào trong. Đó. Chân vào. Đó. Rất là lắc. Cầu của học kê lắc như này thì. Đó. Đấy các bạn, đây là kỹ thuật này thì các bạn cầm vợt như vậy. Kỹ thuật này, cái quật chặt vào lưới, chặt cầu thì các bạn cũng cầm vợt như vậy, tay các bạn cũng như vậy, tay cũng cao như vậy, nhưng mà khác là cái kỹ thuật kia thì các bạn đưa vợt đẩy đi rồi vào lưới như thế này, trô vợt vào lưới đi vào như này. Kỹ thuật này thì các bạn chặt từ ngoài vào thì dùng được, các bạn vẫn cần như cầm như thế, bạn cũng bắt cao như thế, mặt vợt của các bạn cũng hơi nghiêng hướng về phía lưới, hướng về phía lưới, chéo chéo, các bạn đừng có ngửa vợt lên như này, vợt các bạn phải chéo xuống rồi các bạn chặt vào. Cái tay thì như nào, anh thấy tay em co xong em thẳng ra. Đúng rồi, co các bạn. Kỹ thuật này thì các bạn co, hơi co cái tay về nhá. Co cái khuỷu tay về một chút rồi các bạn đẩy ra, đưa ra. Đúng rồi, rất hay. Đưa ra. Nó rất là dễ hiểu thôi. Các bạn hình dung không? Thực sự cô học dạy quá dễ hiểu. Kỹ thuật này thì đúng các bạn thế. Mặt cái cầm vợt và cái mặt vợt y như kỹ thuật kia, chỉ khác là các bạn tay các bạn co về rồi các bạn đẩy duỗi ra. Nhưng mà anh phát hiện ra hình như là cái kỹ thuật này mặt vợt hình như nó sẽ cao hơn kỹ thuật trước đúng không? Cũng như thế này ạ. Cũng mặt vợt của các bạn. Mặt vợt thì cũng ngang với cao hơn vai một chút, ngang vai một chút thôi. Nhưng mà kỹ thuật kia là lúc em chúc xuống mà. Chúc xuống. À đúng rồi. Hơi chúc xuống, còn cái này thì hơi ngang ngang. Cái này hơi ngang ngang đúng không? Đấy, nói chung là tầm nào thì mọi người nhìn cô học thực hiện là biết nó ở tầm đấy, tầm cao chỗ nào. Cái khuỷu các bạn chỉ cần co khuỷu tay về. Đây này, khuỷu tay này. Các bạn chỉ cần co về rồi các bạn duỗi ra. Đây này, hình dung như này. Nhìn từ hướng này giống như kiểu con rắn nó mổ ấy. Các bạn chỉ cần co về và duỗi ra. Đẩy về trước. Mặt vợt này lưu ý mặt vợt hơi chếch xuống và đi hướng về phía lưới. Chứ không được ngửa ra này nhá. Ngửa ra đẩy như này nó sẽ quay ngược lại với chỗ mình luôn. Ok, mình phát cho cô học nào. Những cái kỹ thuật này thì mình chỉ là mình học, mình nhìn mọi người, rồi mình nhìn các vận động viên thì mình học, thì mình bắt chước thôi. Rồi mình áp dụng, mình
rồi mình thôi không nói nhiều nữa. Làm đi. Đây mình làm được. Lùi xuống tiến lên. Có biết nhìn được không? Chân. Đấy, các bạn bước chân lên. Các bạn co tay đi vào. Co tay đi vào. Co tay đi vào. Co tay đi vào. Co tay đi ra. Đi ra. Thế thế thì chẳng nào đưa được. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đó. Rất là sát luôn. Đi ra. Đi ra. Rõ ràng là kê cầu như thế thì nó rất là sát và nó rất là lắc cầu. Nếu mà cầu đã qua lưới thì gần như rất khó cho đối thủ có cơ hội. Đó, cô học hướng dẫn là rất là dễ hiểu. Ok, theo thì các bạn đấy là hai cái kỹ thuật kê và sủi lưới. Phía bên trái. Bên nhỉ? Trái, trái tay. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn thôi. Rồi à, thì à, khác nhé. Bên phải luôn á. Ok, để bên phải luôn. Làm luôn không? Làm luôn. Ok.